Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cách bấm của 7 hợp âm trưởng cơ bản. Thì chúng ta đã biết cách làm thế nào để đọc tọa độ của hợp âm rồi. Thì bây giờ mình sẽ để tay 7 hợp âm này để cho các bạn nhìn xem chính xác thì 7 hợp âm này nó sẽ bấm như thế nào. Ok. Ok, hợp âm đầu tiên của chúng ta dĩ nhiên là cơ bản nhất là hợp âm Đô. Còn là chữ cái là C. Chúng ta hãy cố gắng tập đọc bằng tiếng Việt. C đọc là Đô. Đấy. Trong tay để sẽ như thế này. Thì chúng ta nhìn vào biểu đồ thì chúng ta sẽ có ngón trỏ vào vị trí này, ngón giữa vào vị trí này và ngón áp út vào vị trí này. Ok chưa? Chúng ta sẽ đánh dây trầm là dây 5 trở đi. Mỗi hợp âm sẽ có dây trầm hoàn toàn khác nhau. Ví dụ khi các bạn chơi đô các bạn không được đánh từ dây 6. Ok chưa? Lù chúng ta có tập kiểu gì cũng không được động vào dây 6. Nếu không đấy không phải là đô nữa, không được đánh từ dây 4. Luôn luôn ngón cái này phải đặt vào dây 5. Hoặc là đánh quạt đều từ dây 5 trở đi. Thì về sau chúng ta sẽ rõ hơn, các bạn chỉ cần nhớ là bát là dây nào thôi. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hợp âm rê trưởng. Rê trưởng chúng ta trông như thế này. Đó. Rê trưởng chúng ta sẽ có một ngón ở dưới này, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Cho đánh như dây 4 trở đi. Đó. Đơn giản là như vậy thôi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm tiếp theo là mi trưởng. Cũng rất là đơn giản thôi. Đấy là chúng ta sẽ cho một ngón vào đây. Dây 3. Dây 3 khoang 1 này. Ngón này vào dây 4 khoang 2, ngón này vào dây 5 khoang 2, đánh từ dây 6 trở đi. Đó. Các hợp âm đều có rất nhiều các thế bấm thì đây là thế bấm cơ bản nhất của tất cả các hợp âm. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm pha trưởng. Pha trưởng sẽ có hai hướng đặt tay, một là chúng ta sẽ chặn toàn bộ khoang như thế này. Về sau mình sẽ có bài hướng dẫn chặn cẩn thận, chặn rất là cẩn thận cho các bạn. Ở đây thì hợp âm chặn pha là chặn toàn bộ khoang 1 lại. Ngón giữa vào vị trí dây 3 khoang 2. Hai ngón này vào dây 5 và dây 4 khoang 3. Đánh từ dây 6 trở đi. Đó. Và pha mở mình cũng dùng khá thường xuyên. Đấy là mình sẽ chỉ dùng hai ngón này thôi, một ngón này vào đây. Và ngón đấy sẽ chặn luôn cả dây 2 nữa. Dây 1 và 2 khoang 1, sau đó ngón giữa vào đây. Ngón áp út vào đây. Chúng ta đánh dây 4 trở đi. Đấy. Đây là pha mở, riêng pha mở đánh từ dây 4. Pha chặn đánh từ dây 6 nhá. Ok chưa? Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hợp âm son, son trưởng, hợp âm G. Cũng dễ lắm. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Ngón trỏ vào đây. Và ngón giữa vào đây. Đấy. Mình biết là một số bạn sẽ bấm kiểu như thế này, tức là chỉ có mỗi một ngón đây thôi, và như này. Thực ra như thế nào cũng được, nhưng mà nếu các bạn bấm thế này, bấm đủ 4 ngón sẽ có lợi hơn rất nhiều cho sau này, ví dụ như là đấy, nó sẽ có lợi hơn là chúng ta chơi như này. Và có rất nhiều bạn mình biết là còn chơi như thế này cơ. Như thế này thì mình thực ra mình thấy là nếu mà chơi như này đừng bao giờ chơi son như thế này. Son như thế này thì khi chúng ta chuyển sang re sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Những bài hát mà chuyển từ son sang re nhiều hơn rất nhiều là những bài hát chuyển từ son sang đô. Thường người ta bấm son như thế này để chuyển sang đô cho nó dễ. Thường là như thế, hoặc từ đô sang son cho nó dễ. Nhưng đừng, các bạn hãy chơi này cho mình nhá. Đấy, cho nó quen đi, đánh từ dây 6 nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm la trưởng. La trưởng là chúng ta sẽ cho ba ngón vào vị trí dây 2 3 4. Đánh từ dây 5 trở đi. Rất dễ, cực dễ luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có hợp si trưởng, rất khó. Chúng ta sẽ giữ nguyên ba ngón này ở đây. Chúng ta trượt lên 1 2. Bây giờ toàn bộ sẽ bấm khoang 4 và chặn ngón trỏ vào khoang 2, đánh từ dây 5 trở đi. Đấy, rất là khó. Về sau đây là những hợp âm khó thì về sau mình sẽ hướng dẫn thật kỹ hơn. Đó, đó là toàn bộ những hợp âm trưởng của chúng ta. Thì ở bài tiếp theo chúng ta sẽ đến với những hợp âm thứ.